Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại Random Channel của mình. Nội dung chương mục tổng hợp tin tức xe máy hôm nay, mình sẽ cập nhật giá cả phiên bản Honda Winner X mà bên mình đã đổi lại cái dàn tem hình cá mập này, cũng như cập nhật thông tin chương trình khuyến mại do Honda Việt Nam tổ chức. Đó chính là khi bạn nào mua Honda Winner X thì sẽ được tặng ngay 2 triệu đồng phí đăng ký dịch vụ xe, hay còn gọi là thuế trước bạ đó các bạn, cũng như một phiếu thay nhất miễn phí, và chỉ việc trả 350.000 đồng một tháng với lãi suất 0% nha các bạn. Để bạn nào đăng ký kênh mình nè, tiện cập nhật cũng như theo dõi thông tin khuyến mại nha. Còn bạn nào xem clip này mà chưa đăng ký kênh mình á, có thể đăng ký kênh mình để ủng hộ mình nha các bạn, cũng như cập nhật thông tin về giá cả cũng như chương trình khuyến mại về xe máy nha. Bạn nào mà có nhu cầu mua xe ở khu vực Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận, có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 của anh Cần nha các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu vào chủ đề chính ngày hôm nay nha. Đầu tiên mình xin báo giá chiếc phiên bản Honda Winner X mà bên mình đã đổi lại cái dàn tem nha các bạn. Đó chính là chiếc này có giá là khoảng 48.200.000 đồng nha các bạn. Cụ thể là bên mình độ lại những chi tiết gì, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào giới thiệu cho các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ sơ lược về cái ngoại hình cũng như dàn áo nha các bạn. Thì đây là dàn áo mà bên mình đã độ lại đây, hình cá mập nha. Đó các bạn thấy không? Nhìn rất là hầm hố luôn. Đây là phần mặt nạ trước mà bên mình đã độ lại. Đó. Màu trắng, màu xám, là màu xám đỏ nha các bạn. Chứ không phải là màu trắng đâu, màu này hơi đục, màu xám đỏ đó. Đây là phần bánh trước của xe cũng như xi nhan nè. Đầu tiên là bên mình độ lại xi nhan, thấy chưa? Dàn áo thì chắc chắn là độ lại rồi đó. Đây phần xi nhan bên mình đã độ lại, cũng như cái này là cái cạn trước này, cạn trắng bùn trước này, và phần bánh mâm cũng được bên mình sơn lại luôn. Đây phần mặt hông của xe này, mặt hông bên trái của xe nha. Đó, hình con cá mập nha các bạn, đang lao tới, nhìn rất là hầm hố luôn. Còn đây là phần mặt hông của xe đó, có một em cá mập đang quay đầu đây. Và mâm sau, bánh sau xe cũng được sơn lại luôn, màu cam theo kiểu dạng racing luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Tiếp theo mình sẽ quay mặt hông bên phải của xe nha. Nó cũng tương tự giống như mặt hông bên trái thôi, nhưng mà mình review chi tiết cũng như thực tế và kỹ càng cho các bạn xem luôn. Thì đây, đó, mặt hông bên đây cũng giống như mặt hông bên kia thôi, cũng được độ lại dàn tem hình cá mập, xi nhan đó, và chìa khóa cũng được bên mình độ lại luôn này. Này có chức năng chống trộm luôn nha các bạn, thấy không? Chứ còn phiên bản nguyên bản của nó là không có nha. Đây là cái chìa khóa bên mình đã độ lại rồi nha, nên nó mới có giá cao như vậy. Thì chiếc này đầu tiên á, là mình độ chi tiết đầu tiên đó chính là ổ khóa, thứ hai đó chính là đèn xi nhan, thứ ba đó chính là dàn áo, và thứ tư đó chính là cặp mâm, hai cặp mâm nha các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng quát là bạn thấy không? Đó, và chiếc này có giá là khoảng 48.200.000 đồng, chưa bao gồm giấy tờ nha các bạn. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ lược về chương trình khuyến mại luôn nha. Thì hiện tại á, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, chương trình khuyến mại dành cho Honda Winner X, đó chính là bạn nào mà mua phiên bản Honda Winner X bất kỳ tại cửa hàng nào á, sẽ được tặng ngay 2 triệu đồng phí dịch vụ đăng ký xe, hay còn gọi là thuế trước bạ, mình hay gọi là thuế trước bạ đó các bạn, cộng với một phiếu thay nhớt và trả góp với lãi suất 0%, cũng như chỉ việc trả 350.000 đồng một tháng thôi nha các bạn. Cụ thể là cái việc mà trả góp lãi suất 0% cũng như 350.000 đồng, điều kiện như thế nào á, thì clip trước là mình đã cập nhật rồi. Nên nói chung là clip này mình cũng không nên nói, nó hơi bị dài, nó cũng không có được hay các bạn. Nên bạn nào mà thực sự muốn biết, có thể tới tận cửa hàng để được nhân viên ngân hàng tư vấn nha, cũng như có thể là coi vô cái kênh mình, coi cái clip trước á, mình đã cập nhật rồi. Đó, như vậy là mình đã cập nhật giá cả cũng như chương trình khuyến mại của Honda Winner X. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nhé, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.